Chào mừng các bạn đến với kênh youtube của Trần Dân Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Ma Hoàng Trọng Sinh tập 252 Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ Chương 1297 Dân Đế Triệu Quán Mắt lạnh nhìn tất cả Mộ dung tuyết bất đắc dĩ lắc đầu Trên mặt tràn ngập mất mát Không có thể tưởng tượng được Cái đám người này thường đạo mạo ngạnh nhiên Đại nạn vừa lâm đầu liền đã thí tốt bảo xe không có một chút trách nhiệm. Hiện giờ một trận đắc thế đối đãi với địch nhân càng ngày càng nghiêm trọng. Cho dù là bách lý kinh dĩ mà chúng ta xem như cái hạng người tâm cơ khó lường nhất cũng không có làm được chuyện như vậy. Không trả lời, Trác Phàm cười nhạt một tiếng, xoay người rời đi. Sâu trong đáy mắt tản ra một hào quang thâm thúy. Thiện ác một ý niệm, chính mà ở trong lòng. Trên đời này lại có mấy người có thể ở trên cái cầu bập bên này khống chế được đây. Kế đồ kiếm tình đã thất thủ ngoại trừ thượng quan phi dân cùng với giang tế của mấy châu bị lãnh đạo của các châu mang về xử trí. Tù binh còn lại của kiếm tình tất cả đều do lạc gia áp giải trong coi. Mà tin tức này cũng rất nhanh truyền khắp các ngóc ngách đế quốc nhất thời làm cho quân đội còn đang ngoan cường chống cự tam châu xâm nhập trong nháy mắt mất đi trụ cột hoàn toàn đã sụp đổ Kiếm Tình ngã xuống, Trung Châu rơi vào tay giặc đã thành sự thật. Đông Châu phản kích chiến cũng rất nhanh, chiếm được thế chủ động, thượng quan gia một lần nữa đoạt lại quyền khống chế Đông Châu. Cứ như vậy, ngũ châu xem như là hoàn toàn yên ổn, mấy vị pháp dương cũng trở về bản bộ xử lý việc của các châu. Trác Phàm đương nhiên dừng lại một chút, đi theo nhóm người của Lạc dân thường trở về Lạc Gia. Tiểu bối lạc tư phàm sớm đã không có nóng như lửa đốt, ở trong nhà lo lắng chờ đợi. Đợi đến khi mà nhìn thấy cha mẹ bọn họ đều bình yên trở về, không khỏi mừng rỡ, lao ra nghênh đón. Mà một đám lão gia quả của Lạc Minh vừa nhìn thấy đại quản gia Trác Phàm trở về, liền đồng loạt không người nghênh đón, vô cùng trang trọng kính sợ. Lần này, những cái tiểu gia quả cuối cùng kia mới tận mắt chứng kiến được địa vị của trác quản gia trong mình quan trọng thế nào hơn nữa hắn cư nhiên không có mù còn mở mắt điều này không khỏi làm cho bọn họ có một trận ngạc nhiên lúc trước vì sao hắn phải giả mù chứ cứ như vậy trác phàm ở lạc minh cùng với mấy lão bằng hữu ôm lại tình cũ một phen ngược lại có một phen vui mừng ở trong lòng ba ngày sau trong hậu viện của lạc gia trác phàm và gia cát trường phong đang rảnh rỗi đánh cờ từng quân cờ trắng đen như là mưa rơi xuống. Lạc tư phàm ở một bên thú vị, thỉnh thoảng thấy gia Cát trường phong u sầu nhíu mày liền cổ linh tinh quái dương ngón tay ngọc đề nghị gia cát gia gia xuống cái chỗ này đi tiểu thư nếu xuống cái nơi này á lão phu tự mình á chặn đường rồi nào còn gần các quản gia để mà giết tới nữa khẽ vuốt râu gia cát trường phong bật cười lắc đầu hướng trác phàm kính phục ôm quyền các nước cờ của trác quản gia thật sự là càng ngày càng sắc bén lão phu cam bái hạ phong nghe được cái lời này lạc tư phàm không khỏi biểu môi nói gia cát gia gia ngài đã thua mười gián rồi trước kia không phải là ngài luôn được xưng là vô địch thủ tây châu sao như thế nào chứ đó không phải là gì trác quản gia không có ở tây châu sao dù sao trăm năm trước lão phu đã từng thua trác quản gia một gián cờ lớn rồi ngửa mặt lên trời cười dài gia cát trường phong vui vẻ mỉm cười trác phàm từ chối cho ý kiến gia cát thừa tướng còn nhớ rõ ân quán trăm năm kia sao trác đại ca sư phụ lúc này vợ chồng của lạc dân hải đi tới trước mặt của mọi người khom người bái lại trác phàm gia cát trường phong và lạc tư phàm vội giả đứng dậy chào hỏi hai người lạc dân hải gia chủ phu nhân cha mẹ dân hải ngươi là gia chủ, hắn là ta phải bái lại ngươi, mới sáng sớm sao mà ngươi chạy tới đây. Vừa thu tập quân cờ, trác phàm một bên tùy ý sầu kính nói, rõ ràng không có thành ý. Bất giác bật cười một tiếng, lạc dân hải bất đắc dĩ lắc đầu. Trác đại ca nói đùa sao, ta nào có dám làm phiền ngài bái phỏng ta chứ, chỉ là nghe nói, ngài đã trở lại, không ít lão bằng hữu ở Tây Châu, đều là muốn gặp mặt một lần. bao gồm cả hai vị chí tôn cũng tới song lòng chí tôn sao không khỏi cả kinh lạc tư phàm một trận kỳ dị hai vị chí tôn thâm cư giảng xuất. ta lớn dậy rồi mà còn chưa từng thấy qua bọn họ không có nghĩ tới lần này lại tới cửa thăm giếng đó là đương nhiên nhếch miệng cười trong mắt của gia cát trường phong hiện lên một đạo tinh mang trác quản gia hiện tại chính là đệ nhất cao thủ ngũ châu đánh bại kiếm tôn bất bại hắn ở lạc gia của chúng ta lạc minh chúng ta tự nhiên, nước lên thì thuyền lên. Nói là thay thế bách lý thế gia, trở thành thiên hạ đệ nhất của gia tộc cũng không có quá đáng rồi. Hai vị trí tôn Tây Châu tự nhiên là phải nể mặt nhiều hơn chứ, không có thể cao ngạo giống như trước kia. Miệng cả kinh biến thành một cái lỗ tròn, ánh mắt của Lạc Tư Phạm nhìn Trác Phạm, tràn đầy cái màu sắc khác thường. Vị Trác Thúc Thúc này danh vọng thật là lớn nha. Trầm ngâm một chút, Trác Phàm chậm rãi đứng dậy đi ra ngoài. Được rồi, dù sao cũng có một chút giao tình đi gặp mặt một lần đi. Dù sao sau này cũng không có gặp được nữa. Chờ một chút, nhưng mà còn không đợi hắn đi ra vài bước. Một tiếng thét thanh thúy bỗng dưng gian dọng bên tai. Nhìn lại, trước mắt của Trác Phàm không khỏi sáng ngời. Sương Nhi, đã lâu không gặp, mấy ngày nay ta trở lại Lạc Gia, còn nói sao mà chưa từng thấy ngươi chạy đi đâu vậy? thánh nữ trác phàm cười đùa một tiếng trong mắt tràn đầy ôn nhu mấy ngày nay trong lòng của hắn còn đang kỳ quái theo lý thuyết mà nói hắn liên lạc với lạc gia cùng nhau động thủ sương nhi hẳn là cũng biết như thế nào mà không có tham dự vào chờ hắn trở về đây cũng không phải là tính cách của nàng đám người của lạc dân hải cũng khẽ gật đầu hướng dân sương cười nhạt một tiếng khóe miệng xẹt qua một đường cong thần bí Dân Sương không có nói hai lời, đi tới trước mặt của Trác Phàm kéo tay của hắn. Đi, theo ta. Có chuyện gì vậy? Lão tổ của ta muốn gặp ngươi đó. Lão tổ? Lông mày rung lên, trong mắt của Trác Phàm phát hiện nghi hoặc. Mỉm cười, trong mắt của Sương Nhi hiện lên một dần sáng màu lam thần bí, gật đầu nói. Đúng vậy, lão tổ dân gia của ta, dân đế, một trong thập đế thượng cổ, muốn gặp ngươi, ma hoàng Trác Nhất Phàm da mặt bất giác rung lên, trát phàm mới chấn động, sắc mặt dần dần ngưng trọng lại, sâu trong lái mắt mang theo một tia hồ nghi. Dần đế sớm đã biến mất, cư nhiên đang ở cái nơi phàm giai này. Mười ngày sau, trong rừng rậm u ám, hai đạo thân ảnh, một nam một nữ chợt lóe lên, xuất hiện trên cái mảnh phế tích này. Dương mắt nhìn lại, nơi ánh mắt nhìn tới đều có một ít cỏ dại mọc trong loạn thạch đây là tổ địa của dân gia các ngươi sao? Đánh giá từ trên xuống dưới, Trác Phàm mở miệng hỏi. Khẽ gật đầu, dân sương cười khẽ một tiếng. Không sai, dân gia của chúng ta rời khỏi nơi này đã quá lâu, quan phế không ít, để cho người chê cười rồi. Nếu không phải lần trước, chiến sự của Nam Châu quá lớn, phóng chừng ta cũng sẽ không có trở lại chỗ này, tìm kiếm lão tổ xin che chở. Sau đó, một mực ở chỗ này, tiếp nhận lão tổ dạy dỗ tu luyện, nói xong dân sương kết động ẩn quyết chợt nghe một tiếng không gian ba động gian lên trước loạn thạch kia đúng là một trận ánh sáng lấp lánh giống như là sóng biển trôi nổi được rồi chúng ta đi thôi quay đầu nhìn trác vào một cái sương nhi mới nhẹ nhàng cười liền kéo tay của hắn chạy thẳng về phía ba đồng kia âm một tiếng bóng người liền biến mất đợi đến khi mà xuất hiện một lần nữa hai người nhất thời ngã vào trong một mảnh không gian đen kịch. Đưa tay không có thấy nằm ngón, thân thể của mình cũng phản phất như thoát khỏi sự khống chế của bản thân đang lơ lửng trên không trung. Chỉ có sao sáng đầy trời, ánh sáng lấp đóa, có vẻ thần bí mà thâm sâu. Một tiếng nổ lớn vang lên, một thân ảnh già nua, dài trăm trượng, bỗng dưng xuất hiện trước mặt của hai người. Trên người tản mát ra bạch quang xăm xăm, chiếu sáng cả cái mảnh hắc ám này phản phất như ban ngày chào mừng đến với tinh thần không gian của lão phu ma hoàng trát nhất phàm ngài chính chính là dân đế sao mi mắt hơi rung trát phàm rùng mình tuy rằng đã sớm có chuẩn bị rồi nhưng mà nhìn thấy một vị cao thủ đế cấp như vậy vẫn nhịn không được trong lòng lo sợ dỗ dàng ôm quyền khom người nói giảng bối trát phàm bái kiến tiền bối dân sương cũng dội dàng khom người bái lại tham kiến lão tổ. Không cần phải khách khí, lão phu chỉ là một tia tàn niệm thôi. Nhẹ nhàng phất phất tài, dân đế sắc mặt nghiêm trang, thản nhiên lên tiếng. Ma hoàng trác nhất phàm, ngươi có biết vì sao lão phu muốn tìm ngươi không? Da mặt rung lên, trác phàm không có dám ngẩng đầu, không người nói. Giảng bối không biết, xin tiền bối chỉ thị. Bởi vì ngươi đánh mất một món đồ, nếu không có nó, như vậy ngươi sẽ chết, trên mặt ngưng trọng nói không có nên lời dân đế hét lớn tiểu tử người chết không có quan trọng nhưng mà ngươi sẽ liên lụy đến tất cả mọi người cũng bởi vậy mà chết thương sinh đồ tháng vì vậy ngươi phải đem cái thứ đó tìm trở về có hiểu không nhíu mày trác phàm cân nhắc một chút sâu kính nói tiền bối chỉ là ta cũng không biết ta phải tìm lại cái gì cái này tự ngươi hiểu lạnh lùng nhìn hắn dần đếm hét lớn một tiếng giống ngươi là người ngoài thiên mệnh lão phu mặc dù không có nhìn thấy quỷ tích giận mệt của ngươi nhưng mà cũng có thể tra được hành tung quá khứ của ngươi nhưng nhiều năm như vậy lão phu đối với ngươi hoàn toàn không có biết gì ngươi có biết là gì sao không chính là bởi vì trong thân thể của ngươi có thứ gì đó giúp ngươi giấu giếm ngươi có biết cái gì không mi mắt hơi run rẩy trác phàm cân nhắc một chút Tơ hồ đoán được, chẳng lẽ nói thứ tiền bối muốn ta tìm chính là cái thứ đó. Người nên tìm về cái gì chỉ có người biết, lão phu bất quá chỉ là người nhắc nhở người. Không có nói rõ, trong tay của dân đế bỗng nhiên có một mảnh bạch quang lóe ra, một viên cầu màu đen to bằng bàn tay, liền đã xuất hiện trong tay của hắn. Sau đó nhẹ nhàng dung lên, liền ném về phía trác phạm bên kia đây là thông thiên dạng giới, lục phẩm thánh binh mà lão phu tụ lực cả một đời để mà luyện chế ra được. Trên trời dưới đất, bao trùm dạng tượng, không có gì sánh kịp. Miễn là tâm của người hướng, nó có thể đưa người đến bất cứ nơi nào, tìm thấy bất cứ cái đồ vật hay là người nào mà người muốn tìm thấy. Trong lòng của người muốn thứ gì, nó sẽ chỉ dẫn cho người. Chương 1298 Khai mở thông thiên lộ đưa tay tiếp nhận, đem quả cầu màu đen kia cầm trước mắt tinh tế quan sát, lại thấy trong cái hắc cầu này tràn đầy khí tức mờ mịt, tựa như là thiên địa mới mở ra, âm dương hổ sinh, đạo đạo tinh thần dần quanh bốn phương, phản phất như là vũ trụ bao trùm thiên hạ. Đợi đến khi mà hắn đem tâm thần của mình đắm chìm vào trong đó, lại như đặt mình vào thiên địa mênh mông, dù biên dù giới, mới con người cảm thấy là mình thật nhỏ bé, thiên địa to lớn tựa như là cuồng phong cự lãng loài người lại tựa như một con kiến hôi trong nháy mắt liền đã bị quỷ trong thiên địa giật mình một cái trác phàm thu hồi tâm thần mồ hôi lạnh trên đầu liên tục chảy xuống như thác nước một trái tim cũng sợ hãi bất an chỉ khí tiêu ngạo tự đại trong lòng của nhân loại cũng trong khoảnh khắc này biến mất vô tung vô ảnh nhìn hắn thật sâu dân sương mới vội vàng quan tâm nói Trác đại ca, người không sao chứ? Không có chuyện gì đâu. Thở ra một ngụm khí độc, trác phàm gắt gao, nhìn chầm chầm cái quả cầu màu đen, không buồn, lại nhìn về phía dân đế nói. Dân đế tiền bối, không biết bảo vật này của ngài hoạt động như thế nào. Cười nhạo một tiếng, dân đế từ chối chỗ ý kiến. Tự mình tìm hiểu đi, bất luận ngươi muốn tìm cái đồ vật hay là người, thông thiên dạng giới này đều có thể giúp cho ngươi một tay. Tốt lắm, tiểu tử lời đã đến nước này trở về đi nói xong dân đế hung hăng dùng tay áo một trận gió liền bỗng dưng đem trác phàm thổi bay ra ngoài trong nháy mắt không có thấy bóng dáng thấy tình cảnh này dân sương không khỏi cả kinh hét lớn lên một tiếng Các đại ca cá, sương nhi thế nhưng đúng lúc này dân đế hét lớn lên một tiếng đem dân sương gọi lại thân thể cựng lại dân sương quay đầu nhìn lại thấy nhất thời cả kinh. Lão tổ, ngài ta sắp biến mất. Thân thể dần dần phù phiếm, trở nên trong suốt. Khóe miệng của dân đế lộ ra một tia cười vui vẻ. Từ thượng cổ đến nay, một tia tàn niệm này của ta, sở dĩ có thể ngưng tụ mà không tan. Hoàn toàn bởi vì sự trợ giúp của thông thiên dạng giới. Mà chuyện Lão Phu muốn làm cũng là một mực chờ một người xuất hiện, đem bảo vật này giao cho hắn hiện tại rốt cuộc cũng chờ được rồi lão phu công thành lui thân chỉ nhìn vào tạo quá của chính hắn ngàn vạn lần không có nên uổng phí một phen chờ đợi khổ tâm của ta thanh năm mênh mông kia dần dần trở nên phù phiếm cuối cùng hoàn toàn biến mất ở trong bầu trời đêm sau đó ngay cả bầu trời đêm cũng ầm một tiếng hoàn toàn dở dụng ra quá thành từng điểm ánh sáng mờ nhạt tiêu tán không còn thứ còn lại ánh mắt nhìn tới cũng chỉ là một cái bách bình sơn động thôi. Điểm điểm quả quang phát ra cái tiếng két két bạo giang, nhìn rất là bình thường, không còn kỳ quan dị sắc, mỹ luân mỹ lộ như lúc trước. Lão Tổ! Trong lòng có một trận than thở, Sương Nhi cuối cùng cúi chào sơn động thật sâu, bỗng dưng quay đầu, rời khỏi nơi này. Mặt khác, trong cái tiếng kinh hồ, trát phàm nằm ngửa bùm bùm một tiếng, ngã vào trong một đống đá dụng nhất thời khơi dậy một mảnh bụi mù đợi đến khi mà hắn đứng dậy ngửa đầu nhìn lại lại sửng sốt vừa rồi rõ ràng ở trên núi cư nhiên một cái đã đem ta quạt đến chân núi sao lão tiền bối này thật sự là tiễn khách cũng không có thèm tiễn mà quá là con mẹ nó không biết lễ phép rồi trác đại ca lúc này sau một tiếng gọi nũng nịu bóng dáng xinh đẹp của sương nhi cũng đuổi theo nhìn một thân bụi bặm của hắn không khỏi dỗ dàng nói người không sao chứ lão tổ ta tiễn khách có chút bá đạo đó chậm rãi khoác tay áo trác phàm dỗ dỗ bụi bặm trên người từ chối cho ý kiến không có gì cao thủ đế cấp hẳn đều là như vậy không có kẻ nào có tính tình tốt cả che miệng cười sương nhi nhìn hắn thật sâu mới nói à đúng rồi trác đại ca muốn trở về thánh vực có đúng không mang theo ta có được không ngươi hả Tại sao? Ngươi hẳn là cần trợ thủ mà ta có thể giúp ngươi một tay. Cái này nhìn chầm chầm nàng không buông, trác phàm ấp úng một chút, có một chút khó xử. Ngươi ở nguy nguyên đỉnh phong cũng là không tệ, bất quá ta nhớ rõ ngươi không có giỏi chiến đấu, mà ở thánh vực ở chỗ kia thật sự là quá... Nhướng mày sương nhi có vẻ không phục. Sĩ biệt ba ngày gặp lại, phải lau mắt mà nhìn chứ, ngươi đừng có xem thường người khác vừa dứt lời nhất thời có một đạo lam quang quỷ dị hiện lên ở bên trong hai con mắt sương nhi thân thể rung lên một cổ khí thế khó tin đã phát ra ngay sau đó trong một trận tiếng ầm ầm vang lên năm tòa sơn mạch liên miên bốn phía đúng là trong khoảnh khắc đồng loạt sụp đổ hơn nữa đó không phải là bị chấn sập mà là bởi vì quy áp cường đại đè sập cho dù là trác phàm hai chân cũng trầm xuống thụp xuống lòng đất chỉ là trong nháy mắt, trong phạm vi trăm dặm đã sụp đổ xuống hơn 100 trượng. Đem khí thế toàn thân thu lại, Sương Nhi mới đắc ý nhìn hắn một chút cười đùa. Thế nào? Trác đại ca, ta chỉ dùng có ba thành lực thôi, nếu không phải sợ là làm tổn thương người vô tội mà nói. Trong dòng ngàn dặm này, ta cũng có thể trong nháy mắt, sang bằng, hơn nữa ta còn chưa có xúc tuyệt chiêu. À, không hổ là dân đế tự mình dạy dỗ ra, quả nhiên thoát thai quán cốt. Da mặt rung lên, trác phàm nhìn nàng một cái. Chỉ là trước kia, sao mà lão tổ nhà của các ngươi không bồi dưỡng ra một đệ tử đi ra bảo vệ gia tộc. Bất đặc dị nhung nhung dài, Sương Nhi mới từ chối chỗ ý kiến. Lão tổ tâm ở thiên hạ, mục đích người ở lại chỗ này chính là chờ ngươi đến. Đem cái đồ đạc giao cho ngươi. Tộc nhân muốn đi đường gì, hắn căn bản không có quan tâm, cũng không có phản ứng lần này sở dĩ mà tự mình dạy ta cũng là bởi vì trăm năm trước cảm nhận được khí tức của người có lẽ là muốn để cho ta giúp người đó. Thì ra là thế sao? Chỉ vì sao mà hắn phải giúp ta? Chẳng lẽ là bởi vì đế cảnh đại đảo? Lông mài cao lại thật sâu, trác phàm nhìn cái hình cầu màu đen trong tay, sau đó trong mắt chợt lóe lên tinh mang. Đi tới bên cạnh Sương Nhi, vỗ vỗ đầu vai của nàng nói, 20 ngày sau đến đế đồ kiếm tình để mà gặp mặt đừng có đến trễ nha còn có đừng nói với lạc gia vì sao ngươi không có dẫn bọn họ đi sao mang bọn họ đi làm gì quá nguy hiểm bất đắc dĩ lắc đầu trác phàm mới thở dài một tiếng hiện tại là bọn họ ở phàm giai đã xưng dương xưng bá địa vị vững chắc hẳn là an hưởng cuộc sống đi nếu lại xông vào thánh vực lại phải bắt đầu lại từ đầu đó nguy hiểm trùng điệp Vấn đề nơi đó có rất nhiều nhân vật khó lường, lão quái vật ẩn nấp lại càng là đếm không có xuể đâu. Ta cũng kiên kỵ ba phần, mang theo bọn họ đi chỉ sợ, khó chiếu cố. Hiểu rõ gật đầu, Sương Nhi thở dài. Sau đó, hai người một lần nữa quay trở lại Lạc Gia. Ở nhà vài ngày, cùng với đám lão hữu Tây Châu chào hỏi, thân cận một phen rồi lặng lẽ khởi hành. Ngựa không có ngừng gió, chạy tới đế đồ kiếm tình đợi đến khi mà đến nơi đó đã hơn 10 ngày trôi qua. Có rất nhiều nhân mã được trác phàm triệu tập, tất cả đều đã đến đông đủ. Cổ Tam Thông, Tước Nhi tất nhiên không có cần phải nói, Diệp Lăng cùng với các Pháp Dương khác, ba người Bách Lý Ngự Vũ, Bách Lý Ngự Lôi cùng với Bách Lý Cảnh Thiên cũng đều đến. Máu chốt, mộ dung tuyết cũng xuất hiện ở đây. Sao thế này, mộ dung cô nương cũng muốn cùng đi sao? nhìn nàng ấy thật sâu trác phàm hỏi khẽ gật đầu mộ dung tuyết rất là thẳng thắn nhãn giới tăng trưởng sức phán đoán cho nên ta muốn kiến thức thế giới phía trên một phen ngươi không có để ý chứ không dù sao an toàn của ngươi cũng do ca ca của ngươi phụ trách hắn không ngại ta có cái gì phải để ý từ chối cho ý kiến cười cười trác phàm chậm rãi đi tới trước lôi ngâm cát chỉ là giờ khắc này tiếng sấm quanh năm không ngừng đã hoàn toàn biến mất không thấy, tựa như là một địa điểm bình thường thôi. Bởi vì từ một tháng trước, lúc bắt được Trung Châu, Trác Phàm liền đã thiện tài phong ấn chỗ này. Quay đầu, nhìn Ngô Nhiên Đông đang không người bên cạnh một cái, sắc mặt của Trác Phàm nghiêm túc sầu kính nói, chờ chúng ta rời đi, ngươi phát tiếp tục canh giữ. Ngươi phải tiếp tục canh giữ ở Phạm Giai, một khi mà nhìn thấy tín hiệu của ta, liền lập tức khởi động trận thức thứ hai hiểu chưa hiểu rõ điện chủ yên tâm kiếm tin đã diệt ta đã không có quán không cầu chỉ là nguyện hoàn thành sứ mệnh của điện chủ khom người hành lễ ngô nhiên đông sắc mặt nghiêm trang bình tĩnh gật gật đầu trát phàm hít sông một hơi rắc rắc đã bắt đầu kết ấn không gian xung quanh cũng bắt đầu không ngừng rung động thiên địa dàn pháp tụ quy nhất tông tứ hải linh minh giúp ta khởi trận thông thiên đại lộ tiễn ta trở về sắc trong một tiếng nổ lớn cả năm châu đều không ngừng rung động bầu trời đang kêu rên mặt đất không ngừng phập phồng địa đạo đào thông năm châu sớm đã bày đầy thánh linh thạch tung hoành đang xen nhất thời đem toàn bộ ngũ châu trở thành một thể luyện hóa thành một cái thông thiên đại trận một cột sáng màu trắng ở trước ngự thú tông đột nhiên phóng thẳng lên trời cao linh khí nồng đậm đến cực kỳ khủng bố đồng thời cũng từ trong bạch sắc quan trụ này ào ào điên cuồng tuôn ra sau đó tất cả đều dung nhập vào trong cái trận pháp dưới đất đồng loạt chạy tới trung tâm đế đô lại có mấy đạo quan trụ phóng lên trời thái thanh tông bắc hải nguyên phi dân dương phủ từng đạo quan trụ dâng lên phản phất nối liền thiên địa năng lượng cường hãn cũng là từng cổ từng cổ từ nơi đó tuôn ra một vài người xuất hiện ở phụ cận nơi này bỗng nhiên là cảm nhận được quy áp năng lượng khủng bố như thế cũng là hai con mắt trắng bệch trong nháy mắt liền hôn mê bất tỉnh nhân sự cho dù là cao thủ quy nguyên cũng không có nhịn được ký tức chậm lại khó có thể thở chỉ có thể phủ phục dưới đất trong lòng hoảng sợ trong mắt tràn đầy dễ hoảng sợ cứ như vậy bảy đạo quan trụ phân biệt từ các ngóc ngách của năm châu dâng lên nhất thời khiến cho mọi người xung quanh một mảnh khủng hoảng lo lắng. Mà linh khí dồi dào trong thánh dược kia cũng là từ trong bảy chỗ thiên địa phong quyệt này, cuồn cuộn không ngừng cung cấp tới. Cuối cùng đã bị dẫn vào đại trận, đi tới cái vị trí trung tâm đế đô. Sau một tiếng rống lớn, Long Tổ nhìn cột sáng này ngút trời, mặt đầy hưng phấn, cười to lên một tiếng. Rốt cuộc cũng đã đến rồi, ngày tự do, rốt cuộc được giải phóng rồi rốt cuộc hoàn thành tiểu tử kia muốn trở về sao lên đường bình an bạn già dạng thú sơn mạch kinh thiên công bằng cảm thụ linh khí xung quanh đã biến hóa còn có bảy đạo quan trụ chói mắt kia cũng không có nhịn được lộ ra một nụ cười vui vẻ cứ như vậy hết thảy đều theo kế hoạch làm việc chỉ là kế hoạch này cũng là chờ quá lâu rồi tất cả năng lượng hội tụ một chỗ tinh mang trong mắt của trác phàm chợt lóe ẩn quyết lại biến đổi chỉ về phía trước hét lớn dạng đạo quy tông khai mở thông thiên lộ rốt cuộc dưới một đạo thanh thế chấn nhiếp thiên địa cuối cùng lôi ngầm cát phát ra bạch quang chói mắt sau đó là một cột sáng tỏa tận trời bay thẳng về bầu trời phản phất như đánh vỡ cái thứ gì đó ầm ầm một tiếng trên chín tầng trời nhất thời tản mát ra bạch quang càng chói mắt giống như là bạch quang độc nhất vô nhị lúc trước khi bách lý ngự thiên hiện ra cái thực lực linh dương thông thiên đại đạo đi tới thánh vực rốt cuộc đã mở ra chương 1299 cùng nhau xuất phát khắp nơi một mảnh lắc lư trong địa lao u ám từng giọt nước mưa không ngừng nhỏ xuống một người đàn ông trung niên tóc tai bù xù vô thần ngồi trên chiếc chiếu cỏ bẩn thỉu không có nhúc nhích bỗng nhiên một tiếng chấn động phát ra Bên ngoài địa lao, nhất thời gian lên một mảnh tiếng người quỳ xuống đất. Di thần, tham kiến bệ hạ. Mở cửa lao ra. Dân. Sau một tiếng quát nhẹ, cửa lao chậm rãi mở ra. Một nam tử mặc hoàng phục, chậm rãi đi vào. Nhìn về phía tù nhân, quần áo bẩn thỉu phía dưới, lẩm bẩm thành tiếng. Hoàng huynh. Nghe được không? Đây là thanh năm của lão bằng hữu muốn đi. Đáng tiếc, trẫm là thân vua của một nước, không có biện pháp tiễn bọn họ rồi. Đi, ai muốn đi? Lông mày rung lên, tù nhân kia chậm rãi ngẩng đầu lên, lại nhất thời lộ ra một gương mặt quen thuộc. Chính là hoàng tử thiên vũ, vũ văn dũng không thể nghi ngờ. Mà hoàng đế này lại là đế dương của thiên vũ, vũ văn thông. Bật cười một tiếng, vũ văn thông than thở. Đương nhiên là huynh đệ kết bái của trẫm rồi, trác phàm cùng với lạc gia phải đi. Họ muốn đi đến một thế giới rộng lớn hơn, đi lên đỉnh cao hơn không phải là chúng ta có thể so sánh trẫm hiện tại chỉ có thể ở chỗ này chúc bọn họ may mắn bệ hạ đặc biệt đi tới địa lao nhìn tội thần như ta đừng có nói chỉ là muốn ở trước mặt của ta đắc ý một phen nha cười nhạo một tiếng vũ văn dũng trên mặt tràn đầy khinh thường ta dựa lưng vào cái chỗ dựa lớn như là kiếm tinh cuối cùng vẫn bị bọn trác phàm đánh bại bây giờ ta một lần nữa rơi vào tay của người người nên đắc ý đi lần này ta chính là không còn cơ hội để lật bàn rồi muốn giết muốn đánh tùy ý người nhìn hắn thật sâu trong mắt của vũ văn thông bất giác có một chút bi thương nhị ca thật không có dấu giếm nếu trăm năm trước ngươi rơi vào trong tay của trẫm trẫm nhất định mau chóng đem ngươi giải quyết rồi để tuyệt hậu hoạn thật không may một trăm năm sau tất cả mọi thứ đã thay đổi trẫm cũng đã từng thử qua những ngày đại quyền bàn lạc đã bị lạc minh cưỡi trên đầu khi đó trẫm đích xác rất là chán nản cũng tràn đầy mất mát nhưng mà cuối cùng khi mà lạc dân hải đem quyền lực của thiên vũ trả lại cho trẫm trẫm vốn tưởng rằng mình sẽ vô cùng mừng rỡ nhưng mà không có nghĩ tới sâu trong đáy lòng của trẫm lại là vô tận hư không hư không sao đúng vậy hư không cười khổ lắc đầu vũ văn thông thở dài một tiếng cái gì mà quyền lực hoàng quy kết quả không phải đều là công giả tràng sao ta vì quyền lực này giết đại ca hãy chết vụ hoàng cuối cùng lại mất đi sau cùng quyền lực kia lại bị người ta giống như dứt rác rửa dậy tùy tiện ném ngược trở về vì vậy khi mà trẫm lấy được quyền lực trẫm đã rơi nước mắt đây đến tột cùng quyền lực là cái gì chứ lại làm cho phụ tử quân thần tương tàn. Cuối cùng chỉ có một người sưng cô đạo quả, lạnh lùng hư không. Nói xong, khóe mắt của Vũ Văn Thông chạy ra nước mắt. Vũ Văn Dũng nghe được cũng một trận giật mình. Đúng vậy, quyền lực là cái gì? Có thể làm cho lão tam người, một gã mập mạp ngốc nghếch trở nên đáng sợ như thế. Giết phụ hoàng, lại giết huynh trưởng, sau đó còn đuổi giết ta. Nhị ca, ta tuy rằng sám hối nhưng mà ngươi đừng có đem tất cả tội lỗi đó đều đổ lên người của ta năm đó trên thực tế phụ hoàng là thái tử giết ta nhiều lắm là cách bờ xem lửa không cứu mà thôi cuối cùng ta giết thái tử vẫn là tha cho hắn gánh tội danh mưu nghịch phụ hoàng cái gì phụ hoàng là do thái tử giết sao ngươi đừng có nói bậy vì sao mà ta lại nghe nói ngươi giết bọn họ liên hợp với lạc gia soán dị sao ta có thể nói bậy chứ bây giờ ngươi là tù nhân của ta ta có cần phải nói bậy với ngươi không không khỏi bất đắc dị lắc đầu vũ văn thông thở dài một tiếng lúc trước phụ hoàng đối ngoại dẫn binh tấn công lạc gia đối nội hạ thủ khiến cho thái tử chết là muốn đem giang sơn giao cho ta kết quả thái tử động thủ trước lạc gia lại ngoài dự liệu đại thắng cuối cùng mới biến thành cái cục diện lạc gia ở phía sau màng ta ở trước đài làm khôi lỗi hoàng đế kỳ thật nếu không có lạc gia mà nói lúc trước thuận dị kế thừa đại thống cũng nên là ta rồi bởi vì phụ hoàng căn bản không muốn đem ngô dị hoàng đế giao cho thái tử Mỹ mắt bất giác hung hăng run rẩy vũ văn dũng vẻ mặt kỳ dị cái gì sao lại như vậy chứ ta tưởng ngươi giết bọn họ vẫn là luôn muốn báo thù cho bọn họ hoàng thất tranh phong ai có thể vì ai báo thù chứ bất đắc dĩ thở dài vũ văn thông sâu kính nói lúc ấy tất cả mọi người đều điên rồi đều là muốn đem người khác ngoại trừ mình ra chém cỏ trừ rễ bất kể là phụ hoàng cũng tốt thái tử cũng được người thắng cuối cùng cũng sẽ không có thả nhị ca khỏi lao bao gồm cả ta cũng vậy bất kỳ thứ gì có uy hiếp đến ngôi vị hoàng đế đều phải bị thanh trừ ánh mắt hơi hiếp là một chút trong mắt của vũ văn dũng tràn đầy vẻ mê man cuối cùng thân thể mềm nhũng phản phất khí lực toàn thân đều đã tiêu tán hết vậy trăm năm qua ta đến tột cùng đang làm cái gì báo thù cho một đám người luôn muốn giết ta sao <laughs> người đâu thả vũ văn dũng lúc này vũ văn thông hướng ra ngoài hét lớn lên một tiếng lập tức liền của thị vệ không người lãnh mệnh tiến vào thai nhị hoàng tử cưỡi bỏ phong ấn vũ văn dũng khó hiểu nhìn về phía hắn thật sâu chỉ thấy hắn thản nhiên cười lẩm bẩm thành tiếng thật không có dấu giếm từ ngày trước ta cùng với trác phàm uống rượu ôn chuyện mới bỗng dưng phát hiện ra một vấn đề tiểu tử này không có tranh quyền đoạt lợi lại là thắng được toàn thế giới chúng ta tranh tới tranh lui chỉ giành được một cuộc sống cô độc thôi nhị ca tuy rằng các thế lực khác ở tứ châu đều xử tử phản đồ của mình đám người thượng quan phi dân bộ hành dân đều không có kết quả tốt nhưng mà dù sao ngươi cũng là nhị ca của ta huynh đệ duy nhất trên đời này của trẫm may mà trác phàm đủ nể mặt bằng hữu giao ngư cho ta xử trí những người khác cũng không quý kiến gì ta coi như là lưu lại cho vũ văn gia của chúng ta một quyết mạch khác đi thân thể buông lỏng rốt cuộc có thể động đậy vũ văn dũng gắt gào, nhìn chằm chằm hắn không buồn trong mắt đều là nghi ngờ hôm nay ngươi thả ta chẳng lẽ không có sợ ngày sau ta lại phản ngươi sao ngược lại cái gì ta chỉ là một quân chủ một đế quốc tạm lưu ngươi là người từng làm đại quan kiếm tình còn phản ta làm gì chứ bất giác cười nhạo một tiếng vũ văn thông từ chỗ chỗ kiến xua tay xoay người đi ra ngoài than thở Trác Phàm đi rồi, Lạc Gia cũng đã đi rồi, tất cả bạn cũ đều đã đi rồi. Ta không có huynh đệ, có thể thật sự xưng dương. Hơn nữa, người có án trên thân, cho dù ta có nhường chỗ cho người, sông Long Diện có thể đáp ứng sao? Nếu người có thể đánh hạ sông Long Diện, còn muốn đế dị như ta làm gì? Không phải là trò đùa sao chứ? Mì mắt không khỏi khẽ rùng hai cái, Vũ Văn Dũng lặng lặng nhìn hoàng đế rời đi cũng là bất đắc dĩ cúi đầu. Thị phi thành bại cũng không có thể quay đầu, qua trong gương, trăng trong nước, còn có cái gì có thể tranh. Nghĩ như thế, Vũ Văn Dũng khòm lưng, ủ rũ đi ra ngoài. Chỉ là bóng lưng bỗng dưng, tiêu điều hơn rất nhiều, phản phất lúc này đã già mấy trăm tuổi. Mặt khác, Trác Phàm hoàn thành ẩn quyết, nhìn đạo quan trụ thông thiên này, quay đầu nhìn về phía những người khác nói đây chính là thông đạo đi tới thế giới kia mọi người đi theo ta chẳng qua khi mà đến đó các người đều phải nghe theo ta tránh đụng độ không có cần thiết với các thế lực các người có muốn trốn cũng không trốn thoát dần bình tĩnh gật đầu mọi người đồng thành hét lớn nhưng mà còn không có đợi bọn họ bước ra một bước diệp lần đã một bước tiến lên đi đến trước mặt của Trác phàm dỗ dàng nói đại ca không phải là phản xung đại trận sẽ đem phạm giai này đánh dở sao? Tại sao mà lại biến thành con đường thông thiên? Nếu là như vậy, bọn sư phụ nên làm thế nào? Trước, để cho bọn họ chờ một chút đi. Tinh mang trong mắt chợt lóe, trác phàm thản nhiên nói. Diệp lần, chẳng lẽ là ngươi thật sự hoàn toàn tin tưởng lời của đám lão gia quả kia sao? Cái này, bí văn thượng cổ này đều là bọn họ nói, ai có thể chứng minh là thật sâu trong đáy mắt lóe ra cái hào quang nhàn nhạt, nhạt trác phàm gần từng chữ nói ngũ châu đại chiến sắc mặt của tất cả bọn họ người phỏng chừng cũng đều nhìn thấy rồi trung châu đánh bại tứ châu chưa chắc đối với tứ châu chính là có hại tứ châu đánh bại kiếm tình cũng chưa chắc chính là may mắn của trung châu mỗi một thế lực đều là vì mình mà chiến đấu không có phân biệt đúng sai thiện ác nếu bây giờ chúng ta thoáng cái thả mấy cái lão quái vật này ra, người dám cam đoan đây sẽ không phải là một cái sọt lớn không? Bất giác cận lại, dịp lần nhíu mài, do dự không ngừng. Vũ dài của hắn, trác phàm vẻ mặt nghiêm túc nói, chúng ta đi thánh dược xem cái tình huống trước, tìm hiểu rõ ràng, nếu thật sự đúng lời mấy cái lão gia quả kia nói, nơi này ta đã dặn dò cho ngô nhiên đông, sẽ tùy thời phát tín hiệu cho hắn. Phản xung trận pháp lập tức khởi động, thả bọn họ ra nhưng nếu có gì sai lệch, vì mình cũng tốt, vì thiên hạ an bình cũng được, liền tiếp tục nhốt mấy cái lão quái vật cả đời đi. Cái này, đừng có cái này nữa, ngươi dẫn nhanh chóng đi qua cho ta. Không có cho hắn phân trần, trác phàm, đẩy mạnh tay, trong nháy mắt ném dịp lăn vào trong cái bạch quan kia. Bả một tiếng, ngay cả tiếng gọi cũng không có kêu ra, liền không thấy bóng dáng. Ngay sau đó, Trác Phàm nhìn về phía những người khác cười nói, tiếp theo ai đến, ta đến. Nhưng mà đúng lúc này, có một tiếng rống to tràn đầy tức giận vang lên, một thân ảnh dáng người thước tha, nhất thời xuất hiện trước mặt của mọi người. Trác Phàm vừa thấy không khỏi giật mình. "Đại tiểu thư, sao mà ngươi lại ngươi là cái tên quỷ đáng chết, lại muốn một mình chuồn đi sao, bỏ chúng ta lại có phải không?" không phải là nơi đó không có thích hợp với các ngươi trác đại ca mặc kệ có thích hợp hay không chúng ta không phải đã nói sao không rời không bỏ ngươi không có thể có lý do gì lén lút chuồng mất chứ lúc này lạc dân hải mỉm cười dung tay nói nhìn xem ta đem cả gia tộc mang đến rồi cùng với ngươi đi đánh thiên hạ vừa dứt lời bóng người không có ngừng lóe lên mấy người cung phụng của lạc gia lệ kinh thiên vợ chồng của thủy quả còn có mấy nghìn binh sĩ kim cương quy nguyên cảnh, tất cả đến đông đủ rồi, cho dù là đám tiểu quỷ, lạc tư phàm cũng đi theo. Thấy tình cảnh này, trác phàm không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Sao? Sao mà các ngươi lại tới đây? Lạc minh vất giả đánh hạ không có cần nữa sao? Không cần, cái cũ không đi, cái mới không có đến đâu. Thập phần tiêu sái phất phất tài, lạc dân hải thẳng nhiên nói, chúng ta có thể ở ngũ châu, thành lập một lạc minh thì cũng có thể ở chỗ đó thành lập một lạc minh trác đại ca tiểu đệ còn chưa có già trong lòng còn có ý chí chiến đấu cái gì cũng không sợ mất ngươi để cho chúng ta đi theo ngươi cùng làm đi đúng vậy trác quản gia để chúng ta cùng đi theo ngươi đi vừa dứt lời những người còn lại ngập trời hò hét nhìn tất cả trác phàm cười khổ liên tục nhưng mà trong lòng có một cỗ ấm áp vừa định nói chuyện lại đột nhiên bị người đẩy, trong nháy mắt bị đẩy vào trong cái cột sáng kia. Còn có cái gì để nói chứ, cùng nhau đi thôi. Một bóng dáng xinh đẹp ôm chặt lấy thân thể của Trác Phàm, thập phần bá đạo cùng hắn ngã vào trong cái cột sáng, nhưng khóe miệng cô ý cười ngọt ngào. Chương 1300 Lôi Kiếp. Tất cả mọi người tiến vào từng người một, trong nháy mắt đã biến mất không thấy đợi đến khi mà người nên đi đều rời đi ngô nhiên đồng nhẹ nhàng đánh ra một đạo thủ quyết cột sáng chói mắt kia Liên âm âm một tiếng biến mất không thấy đồng dạng bảy đạo quan trụ chói mắt còn lại ở nam châu cũng bỗng dừng tiêu tán vô tung khóe miệng xẹt qua một đường cong vui vẻ ngô nhiên đồng nhìn thoáng qua bầu trời bạch quang đã biến mất lẩm bẩm thành tiếng bảo trọng điện chủ tạm biệt trác quỳnh cùng lúc đó cách đó ngàn mét vũ thanh thu cùng với mấy người bạn tri gia của trác phàm cũng lạnh nhạt cười từ xa hướng nơi đó ôm quyền thở dài thành tiếng thật là muốn cùng hắn đi mà đi kiến thức một phen thiên địa rộng lớn hơn đáng tiếc các ngươi có tâm môn phải tự mình xử lý ta cũng có gia tộc cần chăm sóc không có thoát thân được đâu bất đắc dĩ nhúng dài thượng quan kinh niên thản nhiên cười quan trọng hơn là chúng ta phải thay hắn nhìn đại trận mất mấy trăm năm mới bố trí xong này tùy thời chờ tiếp ứng hắn trước khi đi hắn chính là ngàn dặn dạng dặn điều này rất có thể liên quan đến tính mạng thân gia của hắn khẽ gật đầu vũ thanh thu lạnh nhạt cười không sai hắn có thể đem nhiệm vụ trọng yếu như phối hợp với thiên ma điện trong coi đại trận giao cho chúng ta cũng coi như là đối với chúng ta tín nhiệm có thừa giao phó tính mạng chúng ta làm sao có thể để choáng thất vọng chứ nghe được lời này những người còn lại cười khẽ một tiếng khóe miệng xẹt qua một đường cong vui vẻ thế nhưng bọn họ ở chỗ này nhìn theo trác phàm rời đi thương tiếc lẫn nhau một bộ phận trọng tình trọng nghĩa trong kết giới của lòng tổ thái thanh tông lão long kia vừa thấy tám cái đạo quan trụ đột nhiên biến mất ba động đại trận cường hãn kia cũng đã ngừng lại rồi lúc này cũng không khỏi ngây đờ. Chuyện này xảy ra như vậy, phàm gia còn chưa có mở ra, như thế nào liền dừng lại rồi. Nhưng mà rất nhanh, hắn liền hiểu được mấu chốt trong đó, tức giận gầm lên một tiếng, ngửa mặt lên trời mắng to. Cái thằng nhảy ranh, ngươi có giỏi, một mình mà chạy đi, dám bỏ lại cái đám người của lão phu sao? Ngươi chờ đấy, ngươi sẽ phải hối hận thôi. Người kia không có dễ dàng buông tha cho ngươi đâu. Rất nhanh, ngươi phải dập đầu cầu xin tha thứ trở về trước cửa cầu lão phu thật là đáng ghét lần này thật sự đi rồi bắc hải phong thiên hải ngao từ trên mặt biển đang nổi sóng mãnh liệt thò cái đầu ra thật lớn cảm thụ được ba động xung quanh dần dần đã dừng lại không khỏi hứng thú lắc lắc đầu tiểu tử không biết đến khi nào mới có thể gặp lại bảo trọng nha dứt lời thân hình khổng lồ kia chìm xuống đáy biển, chỉ là thân ảnh có một chút cô đơn cùng với lẻ loi. Trăm năm ở chung với Trác Phàm tựa hồ làm cho hắn nhớ tới cảm giác thời kỳ thượng cổ ở chung với nhân loại, ấm áp mà lại có hồi ức, nhưng mà hiện tại chỉ còn lại có một mình hắn. Lời nói chia làm hai đầu, mỗi người một bản, phàm dai mọi người đối với đám người của Trác Phàm rời đi, mỗi người đều có tâm tư riêng nhưng mặt khác, thánh dược tại một vùng đất khô cằn đen kịch trong khe núi, chợt thấy từng cái đạo bạch quang lóe ra, tựa như là sao băng giáng xuống, trong nháy mắt đã biến mất, từng đạo thân ảnh nhất thời xuất hiện ở chỗ này. Thoáng chốc, linh khí nồng đậm đánh úp về phía mọi người, phản phất như là biển cả trầm tĩnh, liên tục hướng thân thể của bọn họ giọt tới. Thậm chí bọn họ không cần phải vận chuyển công pháp, nguyên lực trong cơ thể liền điên cuồng lưu chuyển. Đồng tử không có nhịn được, co rụt lại, mọi người mới đồng loạt kinh hãi. Đây là thế giới mà lão tổ tông vẫn muốn tới sao? Quả nhiên lợi hại, linh khí nồng đậm đến trình độ này cũng không khỏi quá đáng sợ đi. Quả thật giống như tu luyện trong mỏ thánh linh. Không, hẳn là so với linh khí ở nơi đó còn nồng đậm hơn gấp 10 lần. Dù sao, đại bộ phận quán thạch của Thánh Linh Quán đều đã bị kết giới phòng ấn, có thể sản xuất rất ít quán thạch, không có khả năng để cho đại lượng người tu luyện bởi vì không có chịu nổi hao phí. Nhưng mà nơi này không có giống vậy, nơi nào cũng là thánh địa tu luyện. Vừa nghĩ tới đây, trước mắt của mọi người ngoại trừ kinh dị liền tràn đầy vui mừng. Bách Lý Ngự Vũ càng vui sướng nhìn về phía Trác Phạm. Trác Phạm đây là thiên ma sơn của ngươi sao? Nhưng mà lời của nàng vừa mới ra khỏi miệng liền bỗng dưng khàn giọng, khuôn mặt hưng phấn vừa mới lộ ra cũng trong nháy mắt trầm xuống. Đại tiểu thư, chúng ta đến rồi, ngươi có phải nên buông ta ra trước không vậy? Trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ, trác phàm ngã chỏng gió nằm trên mặt đất màu đen kia, sâu kính lên tiếng. Trên người của hắn lại nằm úp sấp trên một đảo bóng dáng xinh đẹp gắt gao ôm hắn không buồn lại chính là lạc dân thường không thể nghi ngờ khóe miệng cong lên một đường cong giả hoạt lạc dân thường mặt đầy vẻ hạnh phúc nắm chặt không buồn nhắm chặt hai cái tròng mắt lắc đầu không ta sợ người lại chạy đi làm sao bây giờ cái nơi này ta không có quen thuộc ở nam châu ta còn không tìm được ngươi đừng nói là chỗ này cho nên ngươi liền thành thật cho ta đi ta chết cũng không có buông tay đâu còn mẹ nó buông ra cho ta Thế nhưng lời nói của nàng còn chưa dứt Một bàn tay ngọc xanh biếc Đã hung hăng nắm lấy cổ áo của nàng kéo lên Rời khỏi trước ngực của Trác Phàm Tập trung nhìn lại Chính là bách lý ngự vũ Không thể nghi ngờ Chỉ là lúc này Trên mặt của nàng tràn đầy vẻ ghen ghét Nữ nhân ngươi Sao mà không biết xấu hổ vậy Ban ngày ban mặt Ngươi nằm sắp trên người của một đại nam nhân Còn thành ra cái thể thống gì hắn là quản gia lạc gia của chúng ta ta muốn nằm như thế nào á liền nằm thế ấy thôi ngươi quản được sao nếu là ngươi nhìn không quen mà nói bổn tiểu thư buổi tối trời á gió mạnh làm vậy là được chứ gì ngươi được rồi được rồi đừng có cãi nhau nữa bách lý ngự vũ tức giận cho đến lệch cả mũi hai con mắt đỏ bừng trác phàm hét lớn lên một tiếng khoát tay áo ngăn cản các nàng sau đó mới dỗ dỗ bụi bặm ngồi dậy Sắc mặt nghiêm túc, nhìn tất cả mọi người bình thản nói: "Bây giờ chúng ta đã đến đích rồi, có một số lời phải nói cho rõ ràng, nếu không đụng phải chung quanh, chọc phải cái người không nên chọc, chúng ta không có chịu nổi đâu, hiểu chưa?" Trong lòng rùng mình, mọi người cũng lập tức nghiêm túc, tinh tế lắng nghe. Ho nhẹ một tiếng, Trác Phàm mới tiếp tục nói: "Đầu tiên, nơi này được xưng là thánh vực, so với phàm gia chúng ta ngày ngốc lúc trước, hết thảy không có biết điều cao hơn mấy tầng thứ. Khắp nơi đều là bảo vật, cho nên cao thủ cũng như mây. Vừa rồi hẳn là mọi người cũng đã cảm nhận được nồng độ linh khí ở đây quá thật làm cho kẻ khác giận sôi. Tu luyện tự nhiên cũng trở nên cực kỳ dễ dàng. Tỷ như ở chỗ của chúng ta, tuyệt thế thiên tài mặc dù là thiên phú có cao hơn nữa, 11-12 tuổi đạt tới đoạn cốt cảnh coi như là không tệ, đạt tới thiên quyền quả thật chính là yêu nghiệt nhưng mà chỗ này á rẫm thối thần chiếu cảnh chạy đầy đất thiên tài quá hư dung hồn còn nhiều hơn thiếu niên các bậc yêu nghiệt liền có thể đến quy nguyên cảnh nhất là ba cái tiểu quỷ kia các ngươi nghe cho kỹ đây có lẽ cha mẹ của các ngươi để cho các ngươi đi theo ta là muốn khai phá một mảnh tầng thiên địa có lẽ cha mẹ của các người để cho các người theo ta là muốn khai phá một mảnh tân thiên địa có hoàn cảnh tu luyện tốt hơn. Bất quá đáng tiếc, nơi này không phải là thiên đường mà là địa ngục. Hiện tại, các ngươi đi ra ngoài, phóng chừng ngay cả một đám rắm thối 15-16 tuổi cũng đánh không có lại đâu, mà những kẻ đó đều là yếu nhất. Cho nên phải cẩn thận một chút, những ngày hoành hành bá đạo trước kia một đi không trở lại. Bất giác, đồng loạt, hít một hơi khí lạnh, mọi người mới liếc nhau một cái, đều là mặt đầy khiếp sợ. Không sai, ý tứ của ta chính là cái này. Ở phàm gia của chúng ta đều là tồn tại đỉnh phong. Nhưng mà ở chỗ này, chúng ta là một nhóm người tầng dưới chót. Cơ bản so với bằng dân bình thường không có mạnh hơn bao nhiêu. Ngay sau đó, Trác Phàm cười lạnh một tiếng nói. Cho nên, ở thánh vực này, Phàm là muốn có một chút thế lực. Tối thiểu cũng phải là siêu Phàm vào thánh linh dương cảnh. Phàm giai trở xuống đều là còn kiến hồi. Bởi vậy, các vị hiện tại còn không có tư cách đánh đập cướp thiêu, hết thảy phải khiêm tốn làm việc. Nghe được cái lời này, sắc mặt của mọi người trong nháy mắt, ngưng trọng lại, sau khi mà nhìn nhau, trong lòng có một chút nặng nề. Phải biết rằng bọn họ ở phàm giai đều là tồn tại nhất đẳng, hiện tại thoáng một cái rơi xuống tầng dưới chót, phải kẹp đuôi mà làm người, trong lúc nhất thời đúng là có một chút không tiếp nhận được tựa hồ nhìn ra tâm tư của bọn họ trác phàm nhếch miệng cười lại nói bất quá các vị đều không có cần quá nặng lòng các ngươi hiện tại sở dĩ mà rơi xuống tầng dưới chót là bởi vì trước kia ở phàm giai điều kiện quá kém luận thiên phú mà nói các ngươi một chút cũng không có kém so với yêu nghiệt tại thánh vực nhất là mấy cái vị cao thủ cấp kiếm dương các ngươi muốn đạt đến cấp độ thánh giả một chút cũng không khó khăn chỉ là cần thời gian thôi cho nên chỉ cần chúng ta nhịn một đoạn thời gian sau đó liền có thể bắt đầu ở thánh vực đánh hạ một mảnh giang sơn của chúng ta trước mắt không khỏi sáng ngời mọi người một lần nữa liếc mắt nhìn nhau không khỏi lại có lòng tin bọn họ đều là nhân vật từng ở tầng cao mặc dù nhất thời rơi vào đáy cốc cũng có tín niệm lật bàn thiền ma sơn đâu cùng thánh vực không phải là một chuyện sao Lúc này Bách Lý Ngự Vũ dội vàng hỏi Nhưng mà người còn lại vừa nghe Đều là đồng loạt nhìn chầm chầm vào chỗ của Trác Phạm Trong mắt mang theo nghi hoặc Đúng vậy hắn vẫn nói Mình là truyền nhân của Thiên Ma Sơn Như thế nào ở cái chỗ này Biến thành thánh dược chứ Trong mắt hiện lên một đạo tinh mang sắc bén Khóe miệng của Trác Phạm Xẹt qua một đường cong quỷ dị Đương nhiên không phải là một chuyện Thiên Ma Sơn chẳng qua chỉ là chư hầu của một phương trong thánh vực thôi. Hơn nữa, các ngươi ngàn dạng lần, đừng có nghĩ có thể thân cận với Thiên Ma Sơn. Bởi vì từ trước tới bây giờ, Thiên Ma Sơn chỉ sợ chính là đối thủ lớn nhất của chúng ta. Thân thể rung lên, mọi người vẻ mặt nghi hoặc, trong lòng khó hiểu. Đây không phải là sư môn quán sao? Như thế nào chứ? Bỗng nhiên, mọi người còn chưa có rõ kỳ hoặc trong đó, từng tiếng sấm sét đột nhiên xuất hiện từ trên trời. Từng đạo lôi quang như điện xà xuyên qua giữa đám mây. Thân thể rung lên, tất cả mọi người ở đây đồng loạt quảng hốt. Không biết vì sao, nhưng mà khí quyết của bọn họ lại có một trận bùng ba, giống như có vẻ như là sắp đột phá rồi. Sợ hãi cả kinh, mọi người mới đồng loạt hô to lên một tiếng. Đồng tử co rụt lại, trác phàm bừng tỉnh đại ngộ. Đúng rồi, phàm dai linh khí mỏng manh, hơn nữa còn có áp chế chúng ta đột nhiên tới thánh vực tựa như là lò xo so, mất đi áp lực nhất định sẽ khiến cho tu vi điên cuồng tăng trưởng nhất là mấy kiếm dương kia ở đỉnh phòng áp quá lâu càng là phải nóng lòng đột phá không có thể chờ đợi cái này nguy rồi cái này thì có cái gì mà nguy đột phá là một chuyện tốt mà các ngươi biết cái gì chứ mai cao chặt trác phàm ngẩng đầu nhìn lô dân càng tích càng dày sắc mặt càng thêm nặng nề các cảnh giới khác đột phá còn tốt nhưng mà các ngươi muốn đột phá linh dương cảnh tương đương với siêu phàm nhập thánh thoáng thai quán cốt nhất định sẽ dẫn tới lôi kiếp đem gân mạch các ngươi trọng tố tinh luyện nguyên lực một người mà đi chống lại kiếp nặng này thì thôi đi mấu chốt là trong đám người của các ngươi có quá nhiều nguyên nguyên cảnh đỉnh phong, nhiều người như vậy đều là muốn lôi linh tẩy thân như vậy lôi kiếp này sẽ có bao nhiêu quy lực chứ? Các người có thể chống đỡ hay không? Nói là chuyện khác. Mấu chốt, cái đám người dân hải sẽ bị dạ lây. Bọn họ có thể chống đỡ được sao? Chương 1301 Xích lôi cốc Nghe được lời này, những người còn lại đồng loạt kinh hải. Mộ dung liệt mới trầm ngâm một chút, dỗ dàng nói, tu giả quy nguyên cảnh đều đi theo ta, chúng ta đem lôi kiếp dẫn đi. Dù dụng thôi, không có kịp nữa rồi. Ngẩng đầu nhìn những lô dân Dẫn như trước, âm âm không ngừng. Rầm một tiếng, một đạo kinh lôi mạnh mẽ bổ xuống, đem một khối đất bằng phẳng cách đó không xa, bổ thành một cái hô đen, đường kính chừng trăm dặm. Ánh mắt của Trác Phàm khẽ hiếp lại, nhất thời quyết tâm, thân thể mới rung lên, hắc khí trong nháy mắt đã tản ra. Trong nháy mắt, liền đem mấy ngàn tu giả quy nguyên của Lạc Dân Hải bao trùm vào trong cái bóng tối ta bảo hộ bọn họ trong cái lĩnh vực của ta các ngươi có thể đi bao xa liền đi bấy nhiêu đi chuẩn bị ứng kiếp trước mãnh liệt gật đầu bọn mộ dung liệt bọn họ không có nói hai lời lập tức dậm chân đồng loạt bay về vương xa thế nhưng còn không có đợi bọn họ bay ra được mấy thước ầm ầm một tiếng thật lớn một đạo sấm sét kinh thiên hung hăng hướng đầu của bọn họ đập tới lúc này liền đem thân thể của bọn họ nện xuống thiếu chút nữa rơi xuống rồi nhưng mà vừa nghĩ tới ở phía dưới còn có nhiều tồn tại vô tội như vậy bọn họ mới liền hung hăng cắn ra một cái tiếp tục bay về phía trước nhảy mắt không có thấy thân ảnh từng đạo sấm sét to bằng cái miệng chén không ngừng bổ xuống Trác phàm ngồi ngay ngắn trên mặt đất im lặng không có lên tiếng tùy ý để cho lôi quan điện xà đánh vào trên thân thể một trận tê dại dẫn dẫn chuyển công pháp như trước đem mọi người vững vàng thủ vào bóng đêm không có bị một chút sấm sét quấy rầy đồng thời toàn thân của hắn trên dưới cũng là hắc khí loạn bốc đem từng đạo lôi mình hút vào trong cơ thể tu vi của bản thân cũng không ngừng tăng trưởng gân mạch cùng với nguyên lực cũng đang điều mạng rèn luyện tuy rằng hắn vừa mới đột phá Quy nguyên thất trọng cảnh thế nhưng sau một khi tới thánh vực nhận được linh khí nồng nặc tu vi của hắn cũng có dấu hiệu buông lỏng kết quả cứ như vậy một bên bảo vệ của đám người lạc dân hải an toàn vô ưu một bên hấp thu cửu thiên lôi kiếp lực khí thế toàn thân của trác phàm từ trên xuống dưới cũng là tăng trưởng gấp bội một tiếng trầm đục vang lên đột phá quy nguyên tầng thứ 8 khóe miệng của trác phàm xẹt qua một nụ cười vui vẻ lại là một đạo kinh lôi từ trên không trung bổ xuống đánh vào chính giữa ót thân thể của trác phàm hung hăng run rẩy thiên ma đại quá quyết lại càng điên cuồng bắt đầu khởi động đem lôi lực kia tiêu tan nhưng mà vẫn có một bộ phận nhỏ đi thẳng vào tâm mạch làm thân thể của hắn hung hăng rung lên một ngụm máu đỏ thẫm liền từ khóe miệng chảy ra bất quá đối với việc này hắn vẫn cắn răng kiên trì không một chút mãi mai buông lỏng kỳ thật hắn có thể vận dụng càng nhiều công lực để hóa giải lôi lực mãnh liệt như vậy. Nhưng những cái tiểu gia quả kia còn cần hắn phải bảo hộ, hắn cũng chỉ có thể dùng thân thể cường hãn để ngành kháng. Từng đạo lôi điện khủng bố bổ xuống, mãnh liệt không ngừng, từ nhỏ như là cái miệng chén, đến lớn như là cái thùng nước, cuối cùng giống như sơn mạch. Một lần so với một lần càng thêm hung mãnh ước chừng có 9981 đạo mới khó khăn lắm yếu đi xuống. Trác Phàm cứng rắn chống đỡ vượt qua, tuy rằng trên người có một chút cháy xém, nhưng may không có đáng gì. Ngược lại, trải qua đôi điện tôi luyện thân thể, gân mạch càng thêm dẻo dai rộng lớn. Tu Di cũng một hơi nhắc tới nguy nguyên cửu trọng cảnh. Xem ra ta cũng nên đột phá Linh Dương rồi. Không khỏi bật cười một tiếng, Trác Phạm ngẩng đầu nhìn lô dân trên bầu trời dần dần tản đi, bất giác thở dài, cân nhắc một chút, vẫn lắc đầu. Quên đi, vừa trải qua 81 đạo xét đánh, thân thể cũng chịu không nổi rồi, lại đột phá linh dương, lại là phải chịu cửu cửu quy nhất lôi kiếp, phóng chừng ta không có chịu nổi rồi, lần sau đi. Cường ngạnh dùng thân thể chống đỡ, Trác Phạm cảm thấy toàn thân đau nhức, nhưng mà tinh khí thần lại tốt khác thường thư giãn thân thể một chút, không có gì to tát Bất quá, ngay khi Trác Phàm muốn thả những cái tiểu bối trẻ kia đi ra, tiếng nổ âm âm một lần nữa dần quanh đỉnh đầu, từng trận sấm sét so với vừa rồi cũng bố hơn, nhất thời gian vọng sâu bên tai của hắn. Long mày nhịn không được, hung hăng nhảy dựng lên, Trác Phàm ngước mắt nhìn thoáng qua bầu trời, da mặt co rụt, lẩm bẩm thành tiếng không phải đã qua rồi sao sao mà lại tới nữa rồi tựa hồ đáp lại câu khiêu khích này của hắn ngay trong nháy mắt những lời này của hắn hạ xuống một đạo sấm sét so với sấm sét thô to nhất vừa rồi cũng là phải thô to gấp ba lần hung hăng nện lên người của hắn cổ uy lực cũng bố kia thoáng chốc liền làm cho thân thể của hắn rung lên phóc một tiếng nhịn không được phun ra một ngụm mau tươi sắc mặt trong nháy mắt liền đã trắng bệch Sao lại thế này? Đây không phải là lôi kiếp sao? Lôi kiếp không có quy lực vậy chứ? Đồng tử không có nhìn được co rụt lại, trác phàm trong lòng quảng sợ, mạnh mẽ nhìn lên bầu trời kia. Lại đột nhiên thấy lô dân trên đỉnh đầu, cũng không phải là đen kịch, mà là trong bóng tối phím đỏ, tươi đẹp như máu. Thị quyết lôi ngầm, đoạt hồn nhiếp phát sao? Đây là xích lôi cốc hả? Nhìn dưới chân một mảnh đen kịch, mênh mông vô bờ Lúc này Trác Phạm mới phản ứng lại, cái chỗ này là hung địa hiếm có ở Thánh Dực, quanh năm sấm chớp không ngừng, hơn nữa sấm sét ở chỗ này cùng với sấm sét bên ngoài không có thể so sánh được. Mới một đạo lôi điện đều là kinh thiên động địa rồi, từ yếu cho đến mạnh, màu sắc dần dần biến thành đỏ thẫm. Đợi đến khi mà hồng lôi giáng xuống, cho dù là thánh giả cũng phải lui về ba phần. Mà bạch lôi bình thường cũng không phải là thứ cao thủ linh dương tầm thường có thể ngạnh kháng được. Cho nên chỗ này bình thường rất ít khi có người đến, ai rảnh rỗi dù duyên dù cớ chạy tới cái chỗ này tìm chết chứ. Nhưng mà giận khí của bọn họ rốt cuộc là cái hạng gì đấy? Vừa mới tới thánh vực liền chạy đến cái chỗ này. Vừa nghĩ tới đây, trác phàm hận nghiến răng nghiến lợi, đấm ngực dậm chân. Tuy rằng cái chỗ này so ra kém lạc lôi hạp của thiên đế nhưng mà cũng đủ cho bọn họ uống một bình. Đúng rồi, là lôi ngâm cát. Bỗng nhiên, Trác Phàm tựa như nghĩ tới cái gì đó, bừng tỉnh đại ngộ. Phàm là tám chỗ thiên địa phong nguyệt, đều tương liên cùng với tám kỳ địa. Địa danh đặc biệt của thánh vực lôi ngâm cát này chính là tương liên cùng xích lôi cốc này. Cho nên bọn họ từ lôi ngâm cát mở ra thông đạo, liên trực tiếp thông đến cái địa phương này. Mà kinh lôi đầy trời kia ở lôi ngâm cát cũng chính từ cái chỗ này dẫn tới. Nghĩ thông suốt điểm này, Trác Phàm bất đắc dĩ gãi đầu. Con bà nó chính là mệnh mà, phản xung đại trận cần phải hấp thu linh khí tứ phương lấy đầy trận pháp, mà trọng yếu nhất chính là cân bằng, mà cái chỗ này thiết lập thông đạo trận môn tốt nhất cũng tự nhiên chính là trung tâm của ngũ châu, mà cái nơi đó chính là chỗ của lôi ngâm cát. Cho nên, vô luận thế nào bọn họ từ phàm giai đến thánh Dực đều phải đặt chân ở chỗ này một kiếp ở xích lôi cốc này xem như là trốn không thoát rồi nghĩ tới đây tình mang trong mắt của trác phàm chợt lóe dùng tay lên mà kiếm lập tức hiện ra trên tay từng đạo hồng mang không ngừng lóe ra trùng thiên kiếm kình nhất phi trùng thiên hét rớn lên một tiếng trác phàm hung hăng dùng tay lên không trung một đạo kiếm quang màu đỏ bể nghệ không có gì sánh kịp bay về phía lô dân kia. Đúng lúc này, một đạo bạch lôi lập tức bổ xuống, phát ra hào quang chói mắt, cùng với một kiếm kia của Trác Phạm hung hăng đụng vào nhau. Chợt nghe một tiếng nổ vang lên, hai đạo năng lượng, một đỏ một trắng, trong nháy mắt toàn bộ đã tiêu tán trên không trung. Vậy mà bất phần thắng bại, bất quá, kiếm quang của Trác Phạm tuy đã tiêu tán, nhưng mà kiếm kình vẫn còn. Một đạo khí kình nhất thời xuyên qua lô dân, phóc một tiếng liền đem lô dân xuyên ra một cái động lớn thấy tình cảnh này trên mặt của trác phàm vui vẻ âm thầm gật đầu phương pháp này có thể dùng được chỉ cần đem lô dân này đánh nát xích lôi sẽ không có thể ngưng tụ thế nhưng làm cho hắn trăm triệu lần không có nghĩ tới chính là một mảng lớn mây đen trên bầu trời dưới từng đạo sấm sét chạy qua vậy mà có thể đem cái lỗ thủng kia tu bổ xong quan mỹ dù khuyết không có một chút dấu hiệu từng bị đánh thủng. Mì mắt bất giác rung lên, sắc mặt của Trác Phàm càng trầm xuống. Kiếm quang trong tay liên tục quy động, đánh về phía mây đen. Xem ra phải tăng tốc độ, thừa dịp trước khi mà nó kịp chữa trị, đem toàn bộ lô dân đánh tàn. Kết quả, tiếng ầm ầm vang lên liên tiếp, kiếm quang cùng với kinh lôi giao kích cùng một chỗ. Nhưng mà rất nhanh, quy lực lôi xà bổ xuống càng lúc càng lớn, trùng thiên kiếm kình của Trác Phàm cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn trở thôi. Thậm chí căn bản ngăn không được rồi. Nhìn thấy cái điều này, Trác Phàm bất giác trong lòng hoảng sợ. Nếu những kinh lôi này bắt đầu chuyển đỏ, vậy thì hắn không có còn lực phản kích rồi. Bỗng nhiên, vào lúc này, có một tiếng ngâm nhẹ gian lên bên tai của hắn. Trác Phàm sửng sốt, cân nhắc một chút, tâm niệm vừa động, trong lôi linh giới một đạo tử mang hiện lên phách thiên kiếm liền lập tức xuất hiện trên tay kia của hắn. Bổ thiên, ngươi muốn làm cái gì? Nhìn hắn thật sâu, trác phàm sâu kính hỏi. Không có trả lời, đạo trường kiếm màu tím kia nhất thời tản mát ra lôi mang cường đại. Sau đó mới liền mang thân thể của trác phàm bay thẳng về phía lâu dân trên bầu trời. Trác phàm sửng sốt, không biết vì sao nhưng mà nhìn thân kiếm linh động này. Suy nghĩ trong chốc lát dẫn để mặc cho nó mang theo mình ngên ngang mà lên. Đúng lúc này lại có một đạo sấm sét kinh thiên nổ gian, một đạo cự lôi như là núi nhỏ hung hăng bổ về phía Trác Phàm Thậm chí trong bạch quang chói mắt kia dĩ nhiên mang theo một tia hồng sắc. Không xong rồi, sấm sét này sắp là biến dị. Trong lòng cả kinh, sắc mặt của Trác Phàm quảng sợ, liền muốn dơ ma kiếm lên ngăn cản. Nhưng mà đúng lúc này, đùng một tiếng, phách thiên kiếm tự mình động, đem ma kiếm đánh văng ra sau đó mới tản mát ra tử mang cường đại mang theo một tay của trác phàm liền hung hăng dung về phía trước thành nằm chấn động bầu trời đình tài nhức óc từng đạo kinh lôi được phóng ra nhất thời đã hóa thành những cái đốm sao tiêu tán vô tung đây là lực quỷ diệt phách thiên kiếm đạo sao sông đồng bất giác rung lên trác phàm mới nhất thời hiểu rõ thì ra là như thế trùng thiên kiếm đạo tuy rằng cương mảnh nhưng có thể đánh tan bầu trời nhưng may là một vật vô hình mặc dù đánh dở nhưng mà cũng không có tiêu tán rất nhanh liền có thể tụ lại năng lực không giảm nhưng phách thiên kiếm thì khác nó thật sự đem cái nơi sinh ra năng lượng quỷ diệt thành cặn bã cho nên dưới một kiếm này á lâu dần liền suy yếu đi không ít các bạn vừa nghe xong tập 252 ma hoàng trọng sinh cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo thân ái chào tạm biệt